Xin chào cô chú anh chị mình, thì hôm nay em có lên ba bộ mẹ con được bao bơ nha anh chị. Thì có hai bộ mẹ con đầu tiên á, thì mẹ anh gớt nha. Bộ mẹ đầu tiên này á, thì về sáu mặt và sáu lưng á, thì em kiểm tra thì nó nghiêm chỉnh ha. Đó, vú bóm thì nó căng cứng, rúng thì rúng chèn bản. Còn về giò cẳng chân móng á, thì con bò này á, thì đi đứng là hoàn thiện hết nha cô chú anh chị. Đó, bò này á, thì em đảm bảo cho anh chị mình là ok ha, hoàn thiện. Và em bao cho anh chị mình tặt lỗi sau này nha. Anh chị mình coi ha. Bò này thì nó mới đẻ lứa đầu tiên nha anh chị, bò tơ mới bẻ có một đôi răng nha, em có vạch răng rồi. Cái mẫu này thì nó là cái dòng anh gớt mẫu bò xiêm mỏ đỏ nha anh chị. Thì nói đến cái dòng này thì cô chú anh chị mình chắc cũng biết rồi ha. Cái dòng này thì nó nuôi con tốt kỹ và cái lượng sữa bò mẹ anh gớt anh chị nó rất là mát nha. Nên là con nào nó cũng đẻ ra nó rất là mời bò. Anh chị mình coi em bò đực ba bơi ha. Đó, những cái con bò này thì con nào con nó đều là cái mẫu độ hết nha anh chị, nó rất là lực bò, múi bò nha anh chị. Và về chiều cao á, thì cái con bò mẹ anh gớt đầu tiên này á, thì em đo ngay sáu lưng á, thì nó cao là 1m24 bò ha, nó mang cái bầu vú phải nói là hết biết luôn nha anh chị. Đó, bò mẹ này thì nó mới đẻ lứa đầu nha anh chị, rớt có một đôi răng ha. Đó, mới rớt đôi đầu tiên nha anh chị. Còn về kiểu mặt mày á, thì nó là cái kiểu đầu trụi nha. Đó, đầu dốc kỳ dài. Đó, bò con đó anh chị coi nè. Đó, em quay cận cảnh cho anh chị mình coi, nó rất là mời bò ha. Cá đầu thì đầu trụi, dằn lưng anh chị coi nó hở ha, nó có rỗng luôn nha anh chị. Còn đít á, thì nó là đít muối ha, đít đôi nha anh chị. Rất là mời bò. Thì cái con bò con này á, thì về trình trạng độ tháng á, thì nó được 1 tháng tuổi nha anh chị. Đó, đây là con bò đực ba bơi ha, mẹ nó đẻ ra nha anh chị, lứa đầu tiên nha. Anh chị mình coi ha. Trình trạng thì em bao tặt lỗi cho anh chị mình ha. Anh chị mình cứ xem ha. Đó, bò này là nghiêm chỉnh hết, bao tặc lỗi cho anh chị mình ha. Về riêng về con bò mẹ, mặc dù nó đẻ lứa đầu tiên nhưng em vẫn bảo hành cho anh chị mình ha, là bao lòi lú cho cô chú anh chị mình là 6 tháng nữa nha anh chị. Đó, vì ở trên kênh em á, là kênh chuyên về và bò sinh sản nha cô chú anh chị. Đó, nên là em bao cho anh chị mình 6 tháng về vấn đề lòi lú ha. Về cô chú anh chị mình cứ yên tâm mình nuôi ha. Thì bò mẹ con đầu tiên này thì em báo giá cho cô chú anh chị mình là chỉ có 25 triệu nha anh chị. 25 triệu cho bò mẹ con anh gớt đầu tiên này nha. Đều ôm con là đực ba bơi. Con nó thì đều lực bò hết nha anh chị. Rất là mời bò. Thì cũng như anh chị mình xem ha. Còn bên đây thì mẹ con số 2 cũng mẫu anh gớt nha anh chị. Vú bóm anh chị mình coi ha. Đó, về giò cẳng chân móng thì nó đi đứng là hoàn thiện hết. Ok hết anh chị. Đòn dốc rồi nói chung là dài nha. Đó, dài cực kỳ luôn. Xương sóc á, thì chân to lớn bự mầm, móng thì là đều là móng sò hết nha anh chị. Đầu là đầu trụi ha. Thì con bò mẹ anh gớt siêu mỏ đỏ số 2 này á, thì em đo ngay sáu lưng á, thì nó cao là 1m28 bò nha anh chị. Con bò này á, thì hiện tại á, thì đang ôm con là con bò đực ba bê cũng lứa đầu tiên ha. Đó, đều lực bò hết nha cô chú anh chị. Còn về răng á, thì con bò mẹ này á, thì em có vạch răng kiểm tra cho anh chị mình á, thì con bò này á, thì nó rớt ba đôi răng rồi nha anh chị. Đó, rớt ba đầu răng ha. Cái mẫu này thì mẫu anh gớt nha anh chị, dòng bò cái siêu ha, là siêu màu đỏ nha anh chị. Đó, đều ôm con là được bao bơi mát sữa cực kỳ nha. Bò này thì em bao mát sữa cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, anh chị mình coi ha. Đó, đòn dốc thì mẹ dài, kiểu mặt mày đầu trụi á, thì chị coi nó kiểu gọn gàng á chị. Đó, dàn bọng đồ có sẵn hết rồi ha, chị mình xem ha. Đó, bò này thì anh chị mình đem về nuôi là nuôi lâu dài ha, tại bò mẹ bò tơ nha anh chị, đường sinh sản còn rất là dài ha. Đó, để em quay cái con bò bê con nó cho cô chú anh chị mình coi ha, con đực ba bê đen anh chị. Con đực ba bê đen này thì đầu bông nha anh chị, sáu mặt sáu lưng thì nghiêm chỉnh ha, mông đít của ổng anh chị coi ha, rất là lực bò. Đó, xương sóc cái thì to lớn, đòn thì dài. Đó, anh chị thấy không, cu giái là nghiêm chỉnh hết nha, móng thì là móng sò anh chị. Thì cái con bò đực ba bê này thì nó mới rớt ra được 10 ngày tuổi nha cô chú anh chị, mới đẻ được 10 ngày nha. Đó, chị thấy không, bò này thì nó mới rớt cuốn rúng 2-3 ngày nha anh chị. Đây là con đực ba bê ha, đang bú anh chị mình coi ha. Đó, mới đẻ được 10 ngày nhưng mà anh chị mình nhìn cái khung hình cái con bò nó rất là đẹp bò, cũng như là vể mời bò anh chị, mới rớt có 10 ngày ha. Đó, anh chị mình xem ha. Đó, thì mẹ con đầu tiên này thì em báo giá cho anh chị mình cũng 25 triệu cho mẹ con số 2 này nha. Thì cái bò mẹ con số 2 này thì anh chị mình có mua thì em sẽ giữ lại cho anh chị mình ít hôm để cho nó cứng cứng nha anh chị, rồi em mới giao được ha. Đó, 25 triệu anh chị. Bây giờ em sang cái bò mẹ con số 3 ha.
cái bộ mẹ con mà số 3 em quay cho anh chị mình đây á, thì con bò mẹ này là con bò cái sinh đạm nha. Vú bom á, thì đều có hết nha anh chị. Vú dài bự ha. Đó anh chị coi ha, 4 vú anh chị, rất là dài. Rúng thì rúng chèn ha. Giò cẳng thì bò mẹ ok hết. Đó con bò mẹ này á, thì nó là bò đạm nha anh chị, bò xin ha, mà cái da đạm. Đó anh chị ha, mà đen con là con đực muối tiêu. Đó. Bò mẹ xin này á, thì anh chị mình xem ha. Nó cũng đang con là con mồi đực nha anh chị. Nó cũng rớt được 10 ngày tuổi ha. Anh chị mình xem ha. Thì về chiều cao thì cái con bò mẹ này á, thì em đo ngay sới lưng anh chị. Thì con bò mẹ này á, thì nó cao là 1m24 bò ha. Đó đang con là con đực 3B muối tiêu. Mới đẻ được 10 ngày. Đó. Thì con bò mẹ này á, thì nó đẻ được 3 lứa rồi nha anh chị. Đó chị coi ha. Bò mẹ con này á, thì nó ít tiền hơn nha. Mẹ con này thì em báo giá cho cô chú anh chị mình là chỉ có 23 triệu anh chị. Đó 23 triệu cho bò mẹ con số 3 này nha. Thì cái bò mẹ con này thì em cũng nuôi cho anh chị mình ít bữa ha, để cho nó cứng cứng bò anh chị. Rồi em sẽ lên xe và giao đến cho cô chú anh chị mình ha. Đó giá trọn gói cho anh chị mình là 23 triệu anh chị. Sắp tới đây thì em đang có chiếc xe ghép bò về cầu ngang Trà Vinh anh chị. Anh chị mình có muốn mua một trong ba bò mẹ con này thì anh chị mình cứ liên hệ. Đó trực tiếp nghe cho em Phúc nha. Đó ba mẹ con này thì đều là đang cung con là được 3B hết nha. Thì cô chú anh chị mình xem cái chương trình bán bò của em á, và mình muốn mua những cái bò mẹ con này mình đem về chăn nuôi sinh sản lâu dài thì mình cứ liên hệ trực tiếp trao đổi với em ha. Đó giá này thì nói chung là trong cái tầm tiền này thì cô chú anh chị mình đem về chăn nuôi á thì giá tiền nó hợp lý nha anh chị, mình được bảo hành đầy đủ nha cô chú anh chị. Đó anh chị mình khỏi lo ha. Đó anh chị mình đang ở Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng á, thì anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp ngay cho em ha. Đó chốt cọc lại để em giữ bò cho anh chị mình. Đó và giao đến tận nơi cho cô chú anh chị mình nha. Đồng thời anh chị mình xem chương trình của em á, thì cũng nhấn like và đăng ký ủng hộ em nữa nha cô chú anh chị nha.